Vô. Tôi nói bạn nghe này. Thằng đàn ông ấy buồn nhất chỉ khi thất tình và chuyện công việc. Ai đời một thằng như tôi đây gặp vào hai câu chuyện đấy. Tình thì không xong, công việc thì bấp bênh sóng gió. Thế lại thua kiện à? Thua. Thua không ngóc nổi. Vụ kiện đấy khó thế cơ à? Đáng lý ra ấy, cái vụ kiện đấy chỉ là vụ ly hôn, chia tài sản bình thường thôi. Thế nhưng mà thế nào, bà thân chủ của tôi đúng cái là có bầu, cặp kè gian díu ở tình nhân. Đâm ra bên luật sư bên kia tung bằng chứng. Thế là thôi, tôi chỉ biết câm nín đứng chịu trận. Lại còn mang tiếng là luật sư tồi đấy. Tôi hiểu rồi. Không phải là vì bạn sai đâu, mà là người ta không thành thật từ đầu. Nhiều lúc tôi nghĩ ấy, chẳng biết là mình có chọn đúng nghề nữa hay không. Muốn đi giúp người, mang lại lợi ích cho đời. Đấy, đen đủ đủ đường vào đó. Thôi, bạn tôi cứ buồn nốt hôm nay thôi. Bây giờ thì này, cứ buồn đi. Tí nữa chúng ta đi giải đen, được chưa? Giải đen là đi đâu? Thì còn đi đâu nữa, mới 8 tầng lâu. Này, hôm nay xóa một bữa đi, ngày mai reset, làm lại. Có cái gì mà xóa được một bữa, hay mai làm lại. Bây giờ ấy, việc thì mất, bị đuổi việc rồi. Trong tay thì trắng tay, chẳng có gì cả. Ôi giời, thế bạn tôi lại không biết rồi. Toàn bộ các tỷ phú trên thế giới đều đi lên từ gì? Hai bàn tay trắng bạn ạ. Này, ừ? Thế bọn họ có giải đen không? Dĩ nhiên là có rồi. Này, thế thì tới bến thôi. Em ơi, tính tiền cho anh cái. Anh đấy, anh có rượu chè gì đâu, em đừng nói thế. Đợi tí nhá, rồi anh về luôn đây nhá. Ê, 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 này cái anh kia, anh là ai đấy? Ai cho phép anh nôn mửa trước cửa nhà tôi hả? À, em à, em bảo này, lấy cho anh một cái phòng VIP để anh vào ngủ giấc thật là ngon. Còn mấy cái bộ môn khác thì miễn miễn cho anh đi, phục vụ bạn anh là được, đi. Anh bị làm sao đấy? Cái gì mà phục vụ vui vẻ gì ở đây? Anh bị nhầm chỗ đấy à? Đi ra chỗ khác chơi đi. Này, cầm lấy. Cầm hết đống này phục vụ bạn anh. Làm thế nào cho bạn anh vui vẻ là được. Còn đấy, anh chỉ cần một cái phòng mà anh ngủ giấc xong. Cái đồ điên này, tôi nói cho anh biết đấy, tôi không phải cái loại người mà như anh đang nghĩ đâu, anh hiểu chưa? Anh bị nhầm lẫn rồi đấy, cầm tiền rồi cốt tắc của hai đi. Này, cầm đi không phải ngại. Cái đồ thần kinh này nữa, này, trả cho anh đây. Tôi đã bảo cô cầm lấy đi rồi. Dồi ôi, cái đồ dở hơi này. Này. Trời đất ơi, tôi nói cho anh biết nhá, anh mau tỉnh dậy đi, đây không phải là cái giường nhà anh đâu. Tại sao lại có thể ngủ ở trước cửa nhà mình như thế này chứ? Này, có dậy không thì bảo cái đồ dở hơi này. Tỉnh táo lên. Ôi trời ơi, đứng lên đi, tỉnh dậy. Ôi trời ơi, cộng nhau. Lại có chuyện hay để xem rồi.
San ơi là San, sao em dại trai thế nhỉ? Em không ngờ cô ấy lại như vậy. Bình thường thì tỏ ra thanh cao yêu kiều, thế sau lưng lại. Mà này, dạ, cậu chụp được những cái tấm ảnh này đâu đấy? Mới ạ. Em chạy qua nhà cô ấy bàn về dự án, thế bắt gặp cảnh này, em chụp lại, em chạy về báo cáo với anh luôn đấy. Cũng có thể là hiểu lầm thì sao? Biết đâu người con trai này là bạn cô ấy. Thì thế, em cũng mong là hiểu lầm. Chứ mà sự thật nhá, thì ối giời ôi luôn. Tiên kim đại thiểu thư FFB dẫn trai lại về nhà. Em bảo thật nhá, cánh báo chí mà biết được ấy, thì mất mặt. Hình ảnh công ty mình xây dựng bao nhiêu năm, tự nhiên mất đi trong đúng một ngày. Ôi giời ơi, em nghĩ bây giờ cô ấy đã ở nhà chăm sóc cho anh ấy rồi, ai gọi không nghe đâu. Vớ vẩn, chuyện này chỉ có tôi với cậu biết, không bao giờ có được một người thứ ba nào biết cả. Cậu mà nói cho ai đừng có trách tôi đấy. Anh yên tâm, mồm miệng em kín lắm. Cái ngày mà chúng mày sắp ra đường ấy, nó sắp tới rồi. Cứ ở đấy mà cao giọng đi, tao chống mắt lên xem đấy. Tôi mong rằng có ngày cuộc đời mình sẽ đổi thay. Này, em đẹp lắm, em xuất sắc 10 điểm. Nhưng mà em đi ra ngoài đi, anh ấy, anh không có nhu cầu kết nối. Uống nước đi. Thưa viện kiểm soát, bị cáo có điều muốn nói. Bên luật sư bên này đang có ý định là ám hại bằng công nước với tôi. Này, anh bị thần kinh đấy à? Ai thèm ám hại anh? Em, đừng bỏ anh không? Tất cả là tại anh. Cái đồ thần kinh này bỏ tôi ra. Anh xin em, anh biết bản thân mình là một thằng thất tài vô dụng. Anh không chăm lo cho em, anh biết rồi. Nếu mà có kiếp sau ấy, anh không mong mình có thể gặp lại được em đâu. Anh nói thật đấy. Thôi được rồi, thế thì bây giờ ấy, anh cứ ngoan ngoãn xem nằm ngủ ở đây đi nhá. Em thương anh, em yêu anh rất nhiều, được chưa? Em tha lỗi cho anh ạ. Có thật không? Em tha thứ cho anh mà, nên là anh không cần phải lo lắng gì hết. Bây giờ anh chỉ cần ngoan ngoãn xem nằm xuống đi ngủ thôi, được chưa? Anh xin lỗi. Rồi, được rồi. Đầu óc mình đúng là có vấn đề thật rồi. Chẳng hiểu tại sao mình lại có thể hùa với hắn ta, xong rồi làm cái trò dở hơi này chứ. Thôi được rồi, anh cứ nằm đấy đi ngủ đi nhá. Ơ, tại sao anh Dương lại gọi điện cho mình nhiều thế nhở? Không biết là có chuyện gì nữa. Alo, tôi nghe. Hả? Bọn họ hành động rồi à? Được rồi, bây giờ tôi qua đấy liền. Trước khi làm việc với tôi, cậu đã tìm hiểu qua phong cách làm việc của tôi chưa? Xin lỗi, nhưng mà tôi không có thời gian để đi tìm hiểu mấy thứ vô bổ đấy. Khoan đã, chẳng phải nguyên tắc của cô xoay quanh một chút tiền thôi sao?
Mà này, tôi đang cần một số tiền lớn để bịt miệng mấy cái lão cổ đông. Chị giúp tôi nhé. Tôi cũng đâu có thiếu tiền. Tại sao tôi lại phải giúp cậu? Không phải giúp tôi, mà là đầu tư sinh lời. Khi mà tôi nắm quyền chủ tịch ấy, chị muốn gì tôi cũng thể cho được. Thì nếu cậu không lên được để nắm quyền thì sao? Bình thường tôi vẫn có tiền để trả cho chị mà. Wow, tự tin quá nhỉ. Đương nhiên, thế nên tôi mới đến đây gặp chị chứ. Tài sản này thế chấp là gì? Ghế chủ tịch FVM. Thứ đó quá viển vông. Thế chấp toàn bộ cổ phần của cậu FVM đi. Tôi sẽ xem xét. Chị điều tra tôi đây. Phải biết người biết ta, nó mới dễ làm mà. Được thôi, tôi sẽ đi làm ngay. Nhưng mà tiền. Có chữ ký thì sẽ có tiền. Ok. Chuyện này có vẻ nghiêm trọng rồi đấy. Mình phải về nhà nói cho anh Dương biết mới được. Ủa, phòng ốc rộng gớm nhỉ. Đúng là phòng VIP khác. Hết giờ rồi anh. Cái San đâu? Hả? San? Hóa ra cái cô gái đấy tên là San à? Tôi không biết. Lúc tôi dậy không thấy cô ấy trong phòng rồi. Cậu với nó có quan hệ gì? Sao lại quan hệ gì? Tôi là khách hàng của cô ấy. Khách hàng? Thì tôi thuê dịch vụ ở đây. Dịch vụ gì? Ông anh cứ làm như ông anh không biết đấy. Mà này, ông anh đến đây chơi ấy, giãn gương mặt ra, trông căng thẳng thế. Đi chơi ấy là phải vui. À? Tôi hỏi lại cậu, dịch vụ gì? Thì massage vui vẻ, thâu đêm trò chuyện suốt sáng. Nhưng mà hôm qua lúc ấy tôi vào say quá rồi, chẳng làm ăn được cái gì, chán thật. Trời ơi! Thằng chết dẫm này. Em gái tao lá ngọc cành vàng, mày dám nghĩ nó thì thứ hỏng như vậy à? Tại sao anh lại đánh tôi? Này, anh mà đánh tôi cái nữa là tôi phản kháng đấy. Khốn nạn, hôm nay tao phải đánh cho mày tàn phế. Mày lợi dụng em gái tao, dám dở trò đồi bại trong nhà tao. Thằng khốn này mày! Anh Dương! Ui. Anh đừng có đánh anh ấy. Còn mặt mũi gọi anh nữa à? Tại sao thằng này ngủ đây? Anh không ngờ em hư đốn như vậy đây. Khách hàng? Khách hàng là sao cơ? Tôi nhầm lẫn. Tôi xin lỗi. Xin lỗi gì? Trong cái ngữ mày cũng chả phải là người đàng hoàng. Mau biến khỏi đây. Tôi xin chị. Các anh các chị phải tin tôi. Thực sự là tôi không có ý gì xấu cả. Tôi là người đàng hoàng mà. Thôi được rồi, bây giờ anh trai của tôi đang nóng, anh cứ đi ra trước đi. Tôi sẽ giải thích giúp anh. Vậy cô nói giúp với anh trai cô giúp tôi nhá. Tôi đi trước đây. Biến đi. Anh này, thực ra tất cả mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm thôi. Bây giờ anh theo em đi ra ngoài phòng khách, chúng ta cùng nói chuyện với nhau nhá. Chuyện đã như vậy rồi, còn hiểu nhầm cái gì nữa? Thôi, chẳng nhẽ anh trai của em lại không tin em à? Đi, bọn mình đi ra ngoài đi. Anh uống nước đi. Anh không khát. Trời ạ, anh phải tin em chứ. Bây giờ ấy, em thấy hắn ta ở bên ngoài đường, xong rồi say quá, nên là em mới giúp đỡ cho hắn ta vào nhà ở một chút thôi mà. Thế tại sao nó lại bảo em là... Thì dù sao anh cũng là đàn ông, đáng nhẽ ra là anh phải hiểu hơn em chứ. Bây giờ ấy, mấy ông cậu uống say vào, rồi mấy cái chuyện mua vui đấy, anh phải hiểu rõ chứ. Em đấy, ngây thơ nó vừa thôi. Lần sau đừng có để người lạ vào nhà. Nhớ không may gặp phải kẻ không ra gì, có phải là khổ cả đời không? Dạ vâng, em biết rồi. Nhưng mà ai đã báo tin cho anh biết vậy? À, cậu Đức báo với anh. Cái con người này, công việc thì... À đúng rồi, cậu ta đã hành động rồi đấy anh ạ. Hành động gì cơ? Hôm trước em đã tận mắt chứng kiến cậu ta ở cùng với một người tên là Diễm My và đã mua chuộc cổ đông của công ty chúng ta đấy. Cái gì?
Diễm My á? Anh biết người này à? Cô ta là kẻ danh mãnh, chuyên đi cho vay nặng lãi. Với thủ đoạn của cô ta sẽ lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của những người đi vay. Với cả cậu Đức đấy cũng đã cắm số cổ phần công ty chúng ta cho cô ta rồi đấy. Không được, anh phải đi nói chuyện với cậu ta. Không thể nào để cho một con người như cô ta bước chân vào công ty được. Anh có cần em phải đi cùng không? Không cần đâu, em ở nhà đi. Anh muốn nói chuyện riêng với cậu ta. Chết rồi, không biết là anh em bọn họ có sao không nhỉ? Chỉ vì mình mà anh em bọn họ xô xát thì mình đúng là mang tội lớn mất. Cái thứ gì đâu, đúng là thứ rượu bia mà. Tình hình sao rồi? Trời đất ơi, anh bị làm sao đấy? Anh không thể nào mà bình tĩnh nói chuyện được à? Tôi xin lỗi, tại vì tôi đang căng thẳng quá, lẫn thêm một chút tò mò. Tò mò cái gì? Thì chuyện của tôi với cô đấy. Chuyện của tôi với các anh á? Làm ơn đấy, anh đừng có nói chuyện gây hiểu nhầm như thế được không? Anh phải nói cho rõ ràng là chuyện mà tôi đã giúp đỡ anh trong lúc anh là con ma men, anh hiểu chưa? Rồi, thì lúc đấy tôi là ma men, cô nói đi. Anh trai của tôi rất là thương tôi nên là mọi chuyện chẳng có vấn đề gì cả. Nhưng mà ấy, vấn đề nó lại nằm ở anh đấy. Do anh nói linh tinh nên là anh trai của tôi mới hiểu nhầm, anh hiểu chưa? Anh bụi, đau. Tại lúc đó tôi vô tình, đúng lúc tôi đang say. Hơn nữa anh cũng đi vào phòng đúng lúc đấy chứ tôi đâu có muốn đâu. Khiếp, nhìn thì cũng đàng hoàng tử tế, thế mà lại là cái loại đàn ông không ra gì. Này, nhìn tôi trông đẹp trai người đàng hoàng như này, không ra gì ở chỗ nào? Nếu mà đàng hoàng ấy, thế mà say vào rồi lại đi massage rồi thích vui vẻ à? Dạo ơi, hôm đấy là do mấy thằng bạn tôi muốn, chứ đâu tôi đâu muốn thế. Thế bạn của anh đâu? Anh đừng có mà lấy lý do nhá. Với cả tại sao anh lại nôn ọe trước cửa nhà tôi? Thì tôi đang thắc mắc chuyện đấy đây. Thôi, anh đừng có mà xạo, đừng có mà kiểu giấu đầu hở đuôi. Cẩn thận! Anh Long! Anh có sao không? Ê, cái bọn khốn nạn kia làm sao từ đây? Anh Long, anh không sao chứ? Anh Long, mau tỉnh dậy đi! Anh Long! Anh gọi em việc cái gì vậy? Tại sao cậu lại đối xử như thế với tôi? Anh nói cái gì đấy? Em hết mình, em cống hiến, em chăm sóc, em bảo vệ cho anh. Em tận tình em bên cạnh anh như thế, anh không muốn như thế nào nữa? Nghe thì có vẻ là như thế đấy. Nhưng đằng sau câu chuyện này lại là cả một âm mưu. Anh nói cái gì đấy? Em đã bán cổ phần cho Diễm My rồi đúng không? Anh nói cái gì đấy? Em chẳng hiểu cái gì cả. Vậy em cũng chẳng biết Diễm My là ai cả. San đã tận mắt nhìn thấy em và cô ta giao dịch với nhau. Em có biết cô ta là con người nguy hiểm như thế nào không? Em đang đùa với lửa đấy. Anh đừng có ly gián chúng tôi. Ok, nếu mà anh đã biết thì tôi sẽ nói. Tất cả các cổ đông đều đứng về phía của tôi rồi. Bây giờ tôi chỉ đợi cuộc họp cổ đông. Thì tôi nghiêm nhiên ngồi vào ghế chủ tịch. Anh biết sợ ấy, thì lui về đi. Ít ra còn có cái ăn đấy. Ngay sau khi anh mất cái ghế này, em cũng chẳng được gì đâu. Cô ta sẽ đá đít em và chiếm lại tất cả mọi thứ. Nghe lời anh, dừng lại đi. Mất hết tất cả thì sao? Thứ tôi muốn là thấy anh thất bại. Em đừng quên, công ty này em rót tiền vào không ít, công sức của em không hề nhỏ. Canh bạc này em là người thiệt hại nhiều hơn đấy. Vậy thì ra công ty lại cho tôi đi. Tôi sẽ là người nắm giữ. Anh biết sợ thì anh lui về đi. Tôi bảo rồi, ít ra còn có cái ăn. Em không có bản lĩnh ấy đâu. Em chỉ biết cái lợi cho bản thân mình thôi.
không hề có tinh thần tập thể. Giao công ty này cho em, nó còn lụi bại nhanh hơn là rơi vào tay cô ta. Thế thì chẳng có ai ở trong công ty này nhận cái trọng trách đấy đâu. Có chứ, là cái San. Tuy nó trẻ tuổi, nhưng mà kinh nghiệm, trải nghiệm thì hơn hẳn em. Nói đi cũng phải nói lại, thì cuối cùng anh chỉ nghĩ cho bản thân mình, nghĩ cho em gái của mình thôi. Thôi khinh. Đức, Đức, anh nghe đây. Được rồi, anh về ngay. Sao thế? Ai làm chủ tịch tương lai cậu vậy? Còn ai vào đây nữa? Thằng chủ tịch đấy. Cô xử em gái nó đi. Cái đấy không cần cậu phải nhắc. Tụi anh làm trước rồi. Cái gì cơ? Chị ra tay trước rồi á? Phải dọn đường cho cậu lên ngai chứ. Dù chỉ là một cục đá hay là ngọn cỏ ven đường cũng không được phép nắm chân cậu. Tôi bắt đầu thích chị rồi đấy. Thích thôi, đừng yêu, khổ lắm. Thèm vào. Tôi không có hứng thú. Tôi thích chị ấy, vì chị làm việc nhanh nhẹn. Thế thôi. Thôi, vào vấn đề chính đi. Sao lại muốn khử con em của nó? Nó chuẩn bị sang tên công ty cho em gái nó rồi. Này, cậu có nhớ lời nói gì cả anh ta không đấy? Thì nó biết tôi với chị hợp tác với nhau. Thế cho nên là tôi nói luôn. Sợ cái gì mà. Thằng ngu. Chị nói cái gì ấy? Tao bảo mày ngu đấy. Chính mày ngu đấy. Cô dám nói tôi như thế á? Làm sao mà không dám. Tao nói cho mày biết. Mày chỉ là một con tốt thí trong tay tao thôi. Còn giá trị thì còn tình chị em. Còn không ấy thì cút. Cổ. Làm sao? Hả? Đáng nghĩ ra ấy, tao sẽ cho mày một công việc nếu như tao chiếm được cái công ty đấy. Nhưng mày quá ngu thì ngất. Khốn nạn. Ngay sau khi anh mất cái ghế này, em cũng chẳng được gì đâu. Cô ta sẽ đá đít em và chiếm lại tất cả mọi thứ. Nghe lời anh, dừng lại đi. Em đừng quên, công ty này em rót tiền vào không ít, công sức của em không hề nhỏ. Cạnh vàng này, em là người thiệt hại nhiều hơn. Nhất định là không để cô ta chiếm công ty được. Anh Dương, em sai rồi. Cậu có gây thù chuốc oán với ai không? Em cũng nghĩ có khả năng đấy. Bởi vì tính chất đặc thù công việc của em. Công việc gì? Em là luật sư. Sao cơ? Luật sư á? Khó tin thật đấy. Không ngờ cái mặt cậu như này mà cũng làm luật sư. Kìa anh. Nhưng mà em nghĩ hai cái tên giang hồ đấy không phải là muốn nhắm vào anh Long đâu, mà người chúng muốn nhắm đến lại là em đấy. Nhắm vào em á? Không thể nào. Chẳng lẽ... Có khi nào đây là kế hoạch của anh ta không? Nó không có gan đấy đâu. Vả lại, nó cũng không phải là người tuyệt tình đến mức như vậy. Thưa anh, em biết kẻ thù là ai rồi. Là cô ta phải không? Dạ vâng ạ. Em xin lỗi. Bây giờ em mới biết bộ mặt thật của cô ta. Bây giờ em xin lỗi chẳng có ích gì cả. Có phải là cô ta lợi dụng xong em, đã đá em đi rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Vậy thì anh còn đến đây làm gì nữa? Mối quan hệ giữa gia đình anh và gia đình của chúng tôi đã cắt đứt kể từ khi anh bán đứng anh trai của tôi rồi. Tôi biết là bây giờ chẳng còn làm được cái việc gì nữa cả. Nhưng mà tôi chỉ muốn xin mọi người là giúp tôi đá cô ta ra khỏi công ty thôi. Vậy khi anh ký hợp đồng với cô ấy, mọi thủ tục đã diễn ra xong chưa? Dạ, xong hết rồi ạ. Lúc này có ai chứng kiến không? Chỉ có tôi với cô ta thôi ạ. Đây có thể là một lợi thế đấy. Nhưng việc này phải dựa vào uy tín của anh Dương, có thể thuyết phục của các cổ đông trong buổi họp cổ đông ngày mai. Điều này tôi làm được. Như vậy thì chúng ta vẫn có cơ hội đây. Hơn nữa, trong việc này chúng ta có thể kiện được cô ta
vì tội cố ý gây thương tích. Ngày mai cậu theo tôi tới công ty nhá. Phen này chắc phải nhờ cậu giúp đỡ rồi. Hợp tác vui vẻ. Chủ tịch Dương, rất vui vì được ngồi đây nói chuyện với cả anh. Tôi thì lại cảm thấy không vui khi cô xuất hiện ở đây. Đây là toàn bộ số cổ phần mà tôi đang nắm giữ ở công ty anh. Lát sẽ có một vài cổ đông tới, họ sẽ ủng hộ tôi. Lúc đấy số cổ phần của tôi sẽ lớn nhất. Anh biết phải làm gì rồi chứ? Tất nhiên là tôi biết, nhưng mà không ai tới đâu. Tự tin quá nhỉ? Sau khi cô thất bại, tôi sẽ tố cáo cô về hành vi cố ý gây thương tích cho tôi. Tôi không hiểu là anh đang nói gì. Tôi sẽ làm chứng cho việc chị hãm hại chị Tường Sang. Chủ tịch Dương, anh tính tin thằng chó phản chủ này hơn là tin một cổ đông như tôi á? Vậy thì chị có cần tôi báo khung hình phạt dành cho những người dùng lời nói để bôi nhọ danh dự người khác không? Mày là ai? Chỗ này không cho phép mày được lên tiếng. Tôi là luật sư, đại diện pháp lý của chủ tịch Dương. Luật sư thì sao? Luật sư thì tính làm gì tao? Tôi lấy danh nghĩa là chủ tịch công ty SMM đứng ra đảm bảo với cô, công ty chúng tôi sẽ mua lại toàn bộ số cổ phần mà cô đã phải bỏ ra chi trả để mua cổ phần của công ty cô. Bây giờ thì mời cô đi cho. Đừng gọi nữa, không ai nghe máy đâu. Chúng mày được lắm. Đội đấy, chúng mày sẽ phải trả giá. Tôi nghĩ là chuyện đấy sẽ không thành hiện thực đâu. Tất cả những bằng chứng của chị tôi đã giao nộp cho cơ quan chức năng. Chị sớm sẽ có lệnh triệu tập thôi. Tất cả những hành động sai trái của chị đều phải trả giá. Long, cảm ơn cậu đã giúp tôi. Câu cảm ơn này lớn quá. Thật sự chuyện này là trách nhiệm của tôi, chủ tịch. Đức, anh có chuyện muốn nói với em. Xin phép chủ tịch, giờ tôi có việc, tôi phải đi trước. Tôi mong bạn sẽ không sợ đấu tranh cho những điều bạn tin tưởng và cho là đúng, cho dù điều đấy đồng nghĩa với việc có thể bạn sẽ chỉ có một mình. Khó hiểu thế nhở? Thế là cái con người này thích sự cô đơn à? Mà nhìn anh ta đẹp trai thế này, cô đơn ấy thì phí quá. Nếu mà cô sợ tôi cô đơn ấy, thì cô làm cho tôi hết cô đơn ấy. Cái gì đấy? Anh đến từ bao giờ vậy? Tôi đến được đủ lâu để nghe cô soi mói tôi vài ba cái dòng status của tôi trên mạng xã hội. Anh hâm à? Ai thèm soi mói anh cơ chứ? Không phải là soi mói, mà là tìm hiểu phải không? Không phải, không phải. Cái này là anh hiểu nhầm rồi. Bây giờ thì chuyển chủ đề được chưa? Nhưng mà bây giờ mọi chuyện ấy, nó khác rồi. Nghĩa là sao? Có nghĩa là công ty của anh cô ấy rất có thể sẽ rơi vào tay của phụ nữ kia. Thế bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Anh có cách nào giúp đỡ anh trai của tôi không? Tôi có cách. Quan trọng cô dám làm hay không thôi. Tôi dám làm. Chỉ cần ý là có cách nào có thể giúp đỡ anh trai của tôi thì tôi sẽ làm. Tôi có một người bạn, anh ấy đang sống ở nước ngoài. Anh ấy thừa đủ năng lực và kinh tế để có thể giúp cô mua được rất rất nhiều cổ phần. Nhưng mà quan trọng ấy là cô phải nghe theo tôi. Tôi... Thế mà vừa nãy hô to lắm cơ mà. Thôi được rồi, tôi sẽ kết hôn với anh ta. Được. Vậy thì bây giờ ấy, cô ký vào đây đi. Sau đó tôi sẽ soạn văn bản gửi cho anh ta. Xong.
Mọi chuyện bây giờ coi như được giải quyết. Tôi và cô bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ tìm hiểu nhau. Đây là một cái tờ giấy. Cô đã ký trong này là cô đã tự nguyện tìm hiểu tôi. Tôi cảm ơn nhé. Nghĩa là sao? Tức là tôi đã lừa cô, mọi chuyện được giải quyết xong rồi. Cái gì? Này, cái tên lừa sương rộng kìa, anh dám lừa tôi à? Này, đứng lại đấy cho tôi. Tên khốn nạn. Này, cái tên lừa sương rộng kìa, đứng lại. Xé cái tờ giấy đấy đi bông. Bỏ lâu lại. Tôi mới xé nhá, trừ khi cô đồng ý làm quen đừng với tôi. Không, đừng lại cho tôi. Tôi thích cô rồi, cho tôi làm quen với cô nhá. Đừng hỏng, anh không có cửa đâu. Mau xé tờ giấy này đi. Tôi đùa chút thôi. Dù sao ấy, cũng cảm ơn cô đã lo lắng cho tôi lúc mà tôi không tỉnh táo. Khỏi cảm ơn. Của cô đây. Bây giờ tôi có việc, tôi phải đi trước. Có phải là mình đã nặng lời với anh ấy rồi không nhỉ? Này, đợi tôi với. Này, cái tên lột xương rộng kia, đợi tôi với. Có chuyện gì vậy tiểu thư? Tự nhiên, tại sao anh lại bỏ đi? Tôi có việc, tôi phải đi trước. Anh thích tôi à? Cô cứ đùa. Làm sao mà tôi có thể với được cô chứ? Anh hãy trả lời thật lòng đi. Bởi vì tôi đang xem xét, xem là có nên cho anh một cơ hội hay không. Cơ hội. Tôi là con gái đấy. Tôi có việc rồi, tôi phải đi trước đây. Lúc khác chúng ta nói chuyện sau nhé. Tôi thích anh, tôi muốn được làm bạn gái của anh. Hay là bắt đầu từ ngày hôm nay chúng ta hẹn hò với nhau đi. Đấy, tôi đã bảo mà, cái tên giả ngốc này, nếu mà thích con gái nhà người ta ấy thì phải mạnh dạn lên chứ. Cứ giả vờ giả vịt. Bây giờ tôi sẽ đi trước, còn đuổi theo hay không ấy, đấy là việc của anh nhá. Ok. Tưởng San, đợi với. Tôi thích em. Tôi cũng thích anh.